ta bắt được Mi rồi nhóc. Cứ yên tâm, nó phải bước qua xác của ta trước. Mọi chuyện đã ổn rồi nhóc à. Em lại để thêm một con nữa đi lạc hả David? Anh Elias, lại đi coi nè. Không biết sư tử này ở đâu ra. Em đã xử nó rồi. Anh không rảnh nghe chuyện của em đâu. Cha gọi em kìa. Samuel, nhà tiên tri vĩ đại. Nó không phải là đứa mà ngài cần tìm đâu. Nó còn nhỏ mà. Hãy thử xem Elias còn lớn của tôi đi. Không. Bởi vì đây mới là người Chúa chọn. Sao lại chọn một đứa nhỏ làm chúa nữa? Tại sao nó lại đặc biệt như vậy? Mình sẽ thành tay guitar chính cho ban nhạc của trường Chiến à. Cậu bon chen tham gia thi tuyển làm gì? Ê! Ở đây thì cậu chơi cũng được đó Chiến, nhưng trước đám đông lại là chuyện khác đó. Thưa ngài Johnson, thí sinh đầu tiên sẽ thi tuyển vào vị trí guitar của ban nhạc trường, đó là Quang Chiến. Cố lên Chiến, chơi thiệt hay cho họ lắc mắt luôn. Thôi mà Chiến, cậu bị sao vậy? Đó giờ cậu chơi suốt mà. Đúng, nhưng không phải là trước đám đông. Cậu biết mà. Nhìn cái đàn này cho khuất mắt mình đi. Chiến, rất mừng vì cậu đã về tới nhà. Chiến đã bỏ cuộc thi tuyển giữa chừng đó. Cậu hứa là không kể cho người nào nghe rồi mà. Cái gì? Mình kể cho Gizmo thôi mà. Cậu ấy là robot chứ đâu phải người đâu. Mình có thứ cậu cần đây nè. Thôi mà Chiến, mình nghĩ sau khi Gizmo thay dây đàn xong thì cậu vẫn còn kịp quay lại cuộc thi mà. Thôi bỏ đi, mấy chuyện dự tuyển này đều do cậu xúi mình chứ đâu nữa.
cậu toàn suối mình bậy không à. Từ nay mình không đàn điếc gì nữa hết. Cậu nói là nói vậy thôi, nhưng cậu chỉ bị sợ sân khấu chút xíu thôi mà Chiến. Không, Todd nói đúng, mình chỉ có thể đàn cho mình nghe thôi. Mình không có khả năng chơi với ban nhạc hay trình diễn trước đám đông. Hả? Quyển sách thần kỳ. Ôi không, đừng có lấy cái đó ra mà. Mình cảm thấy chóng mặt rồi đó. Lần này cho mình ở nhà đi được không? À! Ta sẽ đưa các con đến gặp một anh hùng vĩ đại, là người được Chúa ban cho nhiều ân tứ đặc biệt. Mong các con có mắt để thấy và tai để nghe. Quyển sách thần kỳ, tụi con không có thời gian đi chuyến này đâu. Gis, cậu có thấy cái gì quen quen không? Bản mặt của cậu thì quá quen luôn. Phát hiện có một sinh vật rất kỳ lạ. Báo động, báo động. Thôi đừng có giỡn nữa mà. Bây giờ cậu cho tụi này biết là tụi mình đang ở đâu và giờ thời điểm nào. Máy cảm biến địa lý cho biết ta đang ở ngoại thành Bethlehem. Mình còn phát hiện có hai đoàn quân cách đây khoảng 13 cây số. Và thời gian cách chúng ta khoảng 3.000 năm trước. Đoàn quân hả? Nghe có vẻ ngầu quá nha. Mình chẳng thấy ngầu chút nào. Nếu bị gấu tấn công thì có ngầu không? Sao gấu lại tấn công chúng ta chứ? Đừng hỏi mình, hỏi nó thì biết. Gấu! Gizmo, chuyển sang tư thế tự vệ đi. Má ơi, cứu con! Ý cậu ấy là bảo vệ tụi mình mà. Wow, cậu hạ con gấu bằng thứ đó hả? Chắc mình cũng kiếm một cái quá. Cũng may là tư thế tự vệ vẫn hoạt động hiệu quả. Tư thế của cậu hiệu quả ghê á. Còn bạn là ai vậy? Mình là David. Còn mình là Giang. Chào, mình là Chiến. Mình thì đói. Sao, sáng giờ mình chưa ăn gì mà. Chào, cảm ơn đã cứu tụi mình nha. Mình nghĩ là sau này các cậu nên tránh xa lũ gấu ra. Ê, nè, cậu đi đâu vậy? Mình đang mang thức ăn tới cho anh trai của mình đang chiến đấu với quân Philippines. Quá tuyệt vời. Nè các cậu, tới đó coi thử đi. Cậu ta không dám chơi đàn trước một đám nhóc, nhưng lại dám đâm đầu vào vùng chiến trận. Đi thì đi. Cậu có bao giờ đánh trận như anh của cậu chưa? Nhà mình nghĩ mình còn quá nhỏ để chiến đấu. Họ nghĩ mình chỉ đủ sức chăn chiên mà thôi. Nè, Gizmo, nghe mình nói. Cậu phải kiếm cách đưa tụi mình về nhà thôi. Bằng mọi giá, Chiến phải quay lại trường trước khi buổi thi tuyển kết thúc. Giang, chúng ta không thể về cho tới khi quyển sách thần kỳ đưa về nhà mà. Biết đâu còn có cách nào đó mà mình chưa thử bao giờ. Gizmo, chuyện này quan trọng lắm đó. Được, vậy mình sẽ thử nghiệm thuyết tương đối của Einstein coi sao. Thiệt không vậy? Nếu chúng ta có thể chạy nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì chúng ta có thể du hành xuyên thời gian. Công nhận bạn của cậu ngộ thiệt ha. Mới nửa phần công lực thôi đó. Trại quân Israel ngay phía dưới chúng ta đó. Cậu ta cải trang được không? Mình rất tự hào về bản thân nên không cần cải trang đâu. Nhưng nếu như cậu xuống đó với bộ giáp này, họ sẽ bắt cậu chiến đấu đó. Sao? Mình chỉ là cậu bé chăn chiên đáng thương thôi mà. Tội chưa? Thỏ đế. Tiếng gì vậy? Nghe đây, bọn chuột dắt Israel, hãy chọn ra người hùng tinh nhuệ trong các ngươi. Nếu các ngươi có thể thắng trong trận một chọi một,
thì bọn ta và thần của bọn ta sẽ đầu hàng các ngươi và chúa của các ngươi. Dám nói vậy hả? Kẻ ẻo lả như ngươi, ta chỉ cần hạ gục bằng một tay. Phải đó. Đúng rồi. Ngươi tưởng là đánh với ta hả? Ý ta là đánh với Goliath, gã khổng lồ đến từ xứ Gát kia kìa. Quỳ dưới chân ta đi, bọn Israel. Không ai cứu nổi bọn ngươi đâu. Chúa của bọn ngươi cũng chẳng cứu được ngươi đâu. Chạy đi! Chạy đi! David, đừng! Các anh bị cái gì vậy? Sao không chiến đấu với hắn ta? Đội quân của Chúa không hạ nổi một người được hay sao? Em làm gì ngoài này vậy, nhóc con? Anh Elias, bọn anh không cần em ở đây. Lo về chăn chiên đi. Em đâu có làm gì sai đâu. Em chỉ là hỏi thăm thôi mà. Biến đi, đây không phải là chỗ cho con nít chơi. Bộ đoàn quân này không biết tại sao họ lại ở đây hả? Nhuệ khí của họ đâu hết rồi? Nếu không có ai dám chiến đấu với tên khổng lồ đó thì mình phải thử mới được. Cái gì chứ? David, cậu không cần phải làm vậy. Bởi vì mình chính là người đã được Chúa chọn. Thời khắc của mình đã đến rồi. Quân ta đã tê liệt. Bọn chúng đã gửi một kẻ mạnh nhất và chúng ta cũng vậy. Ai thắng trong trận đó sẽ thắng cả cuộc chiến. Chúng ta không có ai sẵn lòng chiến đấu với đấu sĩ của chúng sao? Thưa bệ hạ, có người muốn thách thức tên khổng lồ người Philippines kia. Cậu ta cũng là một người khổng lồ. Ở giữa đám chiên, David, cậu bé chăn chiên. Đây không phải là lúc đùa giỡn đâu. Mang cậu bé đi đi. Thưa bệ hạ, con không sợ bất kỳ tên Philippines nào hết. Một đứa trẻ thì làm được gì chứ? Có cái gì mà một đứa trẻ không thể làm được khi đứa trẻ đó có chú ở cùng chứ? Thưa bệ hạ, Đức Chúa Trời đã giải cứu con khỏi móng vuốt của gấu và cả sư tử. Ngài đã ban cho con sức mạnh để hạ chúng, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ ban cho con sức mạnh để hạ tên Philippines kia. Một mình con chiến đấu sao? Không, Chúa ở cùng với con. Hãy theo ý con. Không thể nào, thật điên rồi. Không thể nào mà tính nổi. Đủ rồi. Ý của ta đã quyết. Ngày mai con sẽ đánh Goliath trên chiến trường. David, nguyện Chúa ở cùng con. Con không thể mang những thứ này. Con không quen mặt nó. Thôi được, ít ra con hãy cầm khiên của ta. Chúa sẽ là cái khiên của con. Cậu ấy ngoài đó thật đơn độc. Cậu ấy không đơn độc đâu. Nếu vậy, hôm nay có ai chiến đấu với Goliath của ta không hả? Cho ta biết để ta còn tính nữa. Ta sẽ chiến đấu với hắn. Ta xin lỗi, nhưng ngươi quá nhỏ. Coi nào các ngươi, chiến binh mà các ngươi cử ra trận lại là nhóc con này sao? Ông sợ đứa bé Israel này rồi phải không? Ngươi thích thì ta chịu. Goliath, bữa điểm tâm đã dọn rồi nè.
Đứa em trai của ta sẽ bị giết chết mất. Có lẽ ta nên... Hôm nay Goliath, Đức Chúa Trời phó ngươi vào tay ta và ban thánh của đạo quân Philistine làm mồi cho chim trời và thú rừng. Thần nhãi như ngươi, ta sẽ băm nhỏ thành từng mảnh và rồi ta sẽ nghiền xương của ngươi thành tro bụi. Hãy đứng yên để ta giết ngươi. Không, trận chiến này là của Chúa, ngươi sẽ không hạ được ta đâu. Ngươi sẽ phải chết. Ngươi cầm gươm giáo lao mà đến với ta, còn ta nhân danh Đức Chúa Trời vạn quân mà đến. Chúa của ngươi thật yếu kém. Chúa của ta không hề yếu kém. Người đã nói cậu ấy không làm được, nhưng cậu ấy làm được bằng sức của Chúa. Chiến, tới lúc rồi, chúng ta đang về nhà. Mình ghét cái khúc này. Chúng ta đang ở nơi mình đang nghĩ đến hả? Buổi tuyển đã kết thúc rồi kìa. Tiếng đàn hay thật đó. Cậu chơi được chứ? Trước đây thôi à. Sao cậu không chơi nữa? Chắc mọi người không thích cách chơi của mình. Cậu chơi đàn vì ai? Vì người khác sao? Còn mình thì đàn cho Đấng đã ban cho mình khả năng đó. Mình đàn cho Chúa. Ước gì bây giờ mình có cây đàn ở đây ha. Cảm ơn Gis. Không ngờ, xuất thần luôn. Cậu đàn như thể có Đấng tạo hóa chạm vào vậy. Cảm ơn, cậu cũng vậy. Nếu Chúa đã ban cho cậu tài năng đó thì cậu nên sử dụng vì vinh hiển Chúa chứ. Mình nghĩ là vậy. David, nếu như không có ai tin là cậu có thể hạ được Goliath, sao cậu nghĩ là cậu có thể làm được chứ? Mình thực lòng biết là Chúa ở cùng mình. Ngài sẽ cho mình sức mạnh khi mình cần nhất.
giống như âm nhạc vậy. Nếu cậu sử dụng tài năng Chúa ban, cậu sẽ không bao giờ sợ hãi khi đàn. Vậy nếu như Chúa đã cho cậu khả năng đó, thì kích thước của tên khổng lồ hay là số lượng khán giả không còn quan trọng nữa. Cậu đã bắt đầu hiểu rồi đó. Cậu chơi đàn vì ai? Mình đàn cho Chúa. Vậy nếu Chúa đã cho cậu khả năng đó, thì kích thước của tên khổng lồ hay là số lượng của khán giả không còn quan trọng nữa. Gizmo, đưa mình cây đàn. Cho họ lát mắt đi chứ. Cậu muốn cái gì đây? Chào các cậu. Hồi nãy dây đàn của mình đã bị đứt. Và nhưng lý do thật sự hồi nãy là mình quá hồi hộp. Và điều mình muốn nói là mình xin thêm một cơ hội trong buổi thi tuyển lần này. Không thể được. Chào mừng con đến với ban nhạc. Sớm con đây để sớm cho Chúa.